Ta là thần hủy diệt Glanderbeerus đẹp trai nhất vũ trụ. Ta đang có mặt ở đây và ta đảm bảo với các ngươi rằng trong vài giây nữa thôi, trái đất của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Ông nói cái gì? Hủy diệt nè. Ông tưởng thế giới này là của bố mày hả? Lộn, thế giới này là của ông hay sao mà ông muốn hủy diệt thì hủy diệt. Tôi đã có mặt ở đây rồi thì ông đừng có hòng mà hủy diệt trái đất này. Ông hãy biến đi. Xin chào tất cả các bạn yên tâm đi, khi mà mình đã có mặt ở đây rồi thì mình không thể nào mà cho cái ông thần hủy diệt xấu xí đó phá hủy trái đất được, tại vì mình Glanderman đẹp trai màu hồng nam tính nghe. Ok các bạn ơi, các bạn yên tâm đi, ngày hôm nay mình đã có mặt ở đây rồi thì mình đảm bảo với các bạn rằng trái đất sẽ bị hủy diệt trong tích tắc. Các bạn cứ nghĩ là ông thần hủy diệt bị mình đuổi đi là trái đất sẽ bình yên chứ gì? Không đâu. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng sức mạnh và trí thông minh của con người để phá hủy trái đất nha các bạn. Các bạn nghe ghê chưa? Và các bạn chưa biết là mình sẽ sử dụng cái gì để phá hủy trái đất đúng không? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy vào luôn video, các bạn sẽ biết ngay đó mà. Let's go. Các bạn hãy nhìn ngắm trái đất một lần nữa đi, tại vì tí nữa mình sẽ hủy diệt nó đó các bạn. Mình sẽ sử dụng sức mạnh của con người để hủy diệt nó. Các bạn nghĩ rằng sức mạnh của con người là robot chứ gì? Không. Hay là sinh vật được con người tạo ra? Không. Mà ngày hôm nay, sức mạnh của con người mà mình muốn nói với các bạn đó chính là hạ những vũ khí các bạn à. Chẳng hạn như là hạ tên lửa nè, rồi vũ khí hạt nhân nè, là bom nguyên tử đấy các bạn. Và các bạn có biết không, là những cái món vũ khí đó khi mà nó tác động vào trái đất á, thì trái đất sẽ gọi là toang. Toàn ngay lập tức các bạn. Ok, đây là thành phố rất tuyệt đẹp đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ thử thả một cái thứ gì đó vào trái đất xem như thế nào. Một quả tên lửa xem như thế nào nha các bạn. Let's go. Đấy, để mình thả vô trong. Oh my god, các bạn thấy không? Đây chỉ là mới là một quả tên lửa thôi mà các bạn thấy không? Sức tàn phá của nó rất ghê luôn không? Yo. Ghê thiệt chứ. Rồi cái xe nào, cái xe bus nào, cái xe bus nào biến mất luôn các bạn. Sẽ sử dụng tên lửa và mình sẽ nâng cấp lên. Đó, mình sẽ làm qua lẹ luôn cho các bạn thấy. Mình nâng cấp để mình coi bao nhiêu ta. Khoảng là 500 là đẹp đúng không? Ô, hơn luôn các bạn. Wow, wow, khoan. 666 thử coi. 666 với lại nhiêu ta quên mất tiêu rồi. 3 đúng không? Thử coi như thế nào. Rồi ok. Oh my god. Woo. Ủa nhưng mà vẫn vậy các bạn ơi. Không được, mình phải tăng lên nữa, mình phải tăng lên để xem coi. Trời ơi, 100 luôn các bạn. 666 và 100 nha các bạn. Con số này rất là ghê. Okay. Lại. Một lần nữa lại nha. Mình không ngờ á, cái sức công phá lại ghê như vậy. Mình chỉ mới thả có một cái trái tên lửa xuống thôi á. Nè. Woo, từ. Ghê chưa? Với sức mạnh của tên lửa đó các bạn nhìn nè, đấy mình có thể chỉnh điều hướng được cái vị trí của tên lửa rơi nè. Đó các bạn thấy cái mũi tên trên màn hình không? Đấy, mình có thể điều hướng vị trí của tên lửa. Đấy, ghê chưa? Tên lửa đâu? Chà! Nó rớt xuống đây mà hai cái tòa nhà hai bên các bạn thấy không? Banh luôn bạn. Tự nhiên không hiểu. Đây mình làm lại nè. Các bạn nhìn nè, cái tòa nhà hai bên nè các bạn nhìn nè nha. Ok các bạn nhìn nè. Đó. Nó văng ra luôn các bạn, nó văng ra luôn. Cái sức tác động của cái tên lửa này quá ghê luôn các bạn ơi. Wow, được của nó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt bom hẹn giờ vào trong cây cầu. Rồi ok, rồi mình đã bật ra đặt bom, đâu mình đặt được chưa? Rồi ok, các bạn thấy ngay cây cầu có một cái chấm đỏ chớp không? Đó là trái bom hẹn giờ đó. Nhưng mà mình sẽ đặt hai bên cầu nữa. Đó, các bạn thấy bây giờ mình có ba trái bom hẹn giờ không? Rồi các bạn, và các bạn thấy cái nút màu đỏ ở trên không? Mình sẽ bấm vào nút đó để kích hoạt quả bom hẹn giờ của mình nha. Rồi chuẩn bị nha, để khi nào mà nó có nhiều xe mình sẽ thử coi là cái sức công phá nó như thế nào nha. Rồi ok, ít xe quá ta. Từ từ, đợi tí các bạn, đợi tới nha. Ok. No. Oh my god. Ôi. Hình đây chỉ là cái quả bom hẹn giờ nho nhỏ thôi bạn, nhỏ xíu vậy nè. Mà nó đã gọi là phá hủy được cây cầu rất là đơn giản luôn. Oh my god, cầu nó sụp. Rồi xong rồi toang các bạn ơi. Hình cái cầu bên đây nó còn mấy sợi dây. Ok. Một trái duy nhất. Để xem coi sức nổ như thế nào. Một trái duy nhất nha các bạn. 1, 2, 3, let's go. Wow. Một quả bom hẹn giờ duy nhất thôi mà nó nổ một phát, một văng hết luôn các bạn. Ở đây á, là mình sẽ đặt trên cây cầu. Ở đây có hai cái bên là, ơi có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái trụ, mình sẽ đặt lên 5 cái trụ. Một trái nè, 2 nè, 3 nè, rồi 4 nè, 5.
đặt 5 trái bom hẹn giờ lên 5 cái trụ nha các bạn thấy nó chớp không? Chớp 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 chớp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, trái bom rất nhỏ nhưng sức công phá rất lớn. Mình rung luôn các bạn ơi. Mình rung luôn các bạn. Nổi da gà luôn. Nổi da gà luôn các bạn ơi. Oh my god. Mình không ngờ nó lại công phá kinh khủng đến như vậy. Các bạn đang xem video của mình, ai thích xem pháo hoa giơ tay. Mình giơ tay là ngày hôm nay cái tay của mình nó giơ mà mình không đánh nó là mình cũng thích pháo hoa giống như các bạn. Ok, pháo hoa là hạ được sẽ được sử dụng vào những ngày gọi là hạ giao thừa nè, hoặc là những ngày lễ lớn người ta sẽ bắn pháo hoa, nhưng mà người ta sẽ bắn pháo hoa tại những nơi rất là an toàn, không có người nha các bạn, tại vì pháo hoa nó nổ mà. Vậy thì bây giờ mình sẽ sử dụng pháo hoa để xem coi mình có thể phá hủy được cái trái đất hay không nha các bạn. Đây là pháo hoa và mình chưa có chỉnh gì hết các bạn, tất cả mọi thứ đều là mặc định là 100 và là 4. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắn pháo hoa xem như thế nào nha. Khi mà bắn ở trong thành phố là nó nổ bên cái nhà luôn các bạn, nhưng mà pháo hoa đẹp bạn nhìn nào. Nó đẹp thật sự. Mình bắn hơi nhiều quá được không? Nhiều nào. Wow. Trời ơi, bắn pháo hoa đẹp bạn ơi. Oh my god. Woo. Nhưng mà các bạn thấy không, cái sức công phá nó còn quá nhẹ, cho nên là những cái tòa nhà này nó vẫn bình thường. Thành phố này bắn pháo hoa nó mới đẹp, tại vì người ta tắt đèn hết rồi, bắn pháo hoa lên nhìn nó mới đẹp các bạn. Rồi ok, lên đường. Chưa có chỉnh vô pháo hoa, đợi tí. Ok, hơi fail. Lên đường. Wow. Các bạn nhìn đi, mình chưa có chỉnh mát tốc độ, mình chưa có chỉnh mát hết cỡ luôn mà nó lại gọi là hạ phá hủy rồi. Mình sẽ chỉnh lên hết luôn. Mình sẽ chỉnh lên là chắc 400 á, mình cái 400 và cái này là 100 nè. Chuẩn luôn các bạn ơi, chuẩn không cần chỉnh. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ gọi là hạ chuyển qua đây. Cái này là mát luôn rồi nha. Bây giờ là một trái lửa nè. Ủa sao màu đỏ không vậy? Tại sao bắn pháo hoa toàn là màu đỏ BD không vậy? Oh my god, các bạn thấy mình bắn pháo hoa đẹp không? Woo! Yeah! Quá đã luôn các bạn ơi. Ok, nhưng mà sao màu đỏ BD là sao? Tại sao không có màu hồng nam tính của mình chứ? Ok, nhưng mà không được, không sao các bạn ơi. Vậy cũng được rồi, các bạn thấy bắn pháo hoa đẹp không? Oh my god. Wow. Ở đây có một cái máy bay nè các bạn. Mình sẽ thử cái máy bay này xem như thế nào. Máy bay. Máy bay chiến đấu các bạn. Nó bay vô và nó sẽ bắn gọi là bắn hạ những cái tòa nhà các bạn ơi. Oh my god. Ôi, nó ủi sập cái tòa nhà luôn các bạn. Wow. Đây các bạn nhìn nè. Woo. À, máy bay này mình có thể cho nó bay liên tục nè. Đó các bạn thấy không? Đấy, nếu mà là chiến tranh nó sẽ như vậy nè các bạn. Đó, máy bay nó chỉa tùm lum la luôn các bạn ơi. Rồi nó chỉa lên trời các bạn. Ok rồi. Oh my god. Mình sẽ thả đúng một chỗ để xem có nó đụng nhau không. À, nó không đụng nhau được tại vì cái bài trước cái bài sau các bạn ơi. Rồi mình sẽ thử thả bom coi là sức mạnh nó như thế nào. Một lần thôi nha, một lần trước để xem coi như thế nào nè. Ok, nổ, bum bum, thấy không? Cũng bình thường các bạn, không có ghê gớm gì hết á. Nhìn vậy thôi chứ nó này yếu xìu à. Đây mình phải thả thiệt là nhiều nó mới công phá được, mới phá hủy được trái đất. Còn nếu mà chỉ một hai chiếc không thể nào mà phá hủy được. Đấy, mình đang thả rất là nhiều máy bay ra luôn nha các bạn. Cực kỳ là nhiều máy bay các bạn thấy không? Nó thả liên tục nè. Ô, quá đã. Ui sao thả sao mà cái nhà này không bị gì vậy? Nãy giờ mới bị nè, đói không? Ghê chưa? Thả nói chung là rớt nè. Nhìn giống như là máy bay nó đang ý gì đó các bạn thấy không? Nhìn giống không các bạn, nhìn cái máy bay kìa. Đó, nó thả rồi kìa. Ok, nhưng mà vậy thì mình thấy nó cũng không có ghê gớm vậy đó. Ví dụ ngay cầu này sao? Cái cầu này thì sẽ như thế nào? Rồi ok, chúng ta sẽ thử tiếp tục. Đó, thử một lần nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua cho. Wow. Đâu có ghê gì đâu bạn. Thua cái bơm hẹn giờ hồi nãy luôn á. Rồi ok. Vậy là rõ ràng đây là những gọi là quả bơm nhưng mà nó không có tác dụng gì nhiều hết. Mình thấy quá tầm thường. Nãy giờ có lẽ các bạn thấy sức mạnh của mình mà các bạn hơi bị thất vọng rồi đúng không? Tại vì hai cái sức mạnh vừa rồi của máy bay á, nó làm cho các bạn không có thấy được thỏa mãn gì. Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được sức mạnh của những quả bom. Tiếp tục là những quả bom nhưng mà máy bay không thả xuống mà chính mình sẽ thả xuống các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn thử sẽ thấy nè. Đây một quả bom. Ô, các bạn thấy ghê không? Thấy chưa, cái này chỉ là sức mạnh bình thường thôi. Nhưng mà các bạn thấy nè, nó thả xuống nó sẽ nguyên một cục gì nè, cái nó tứa ra. Đây là giống như là quả bom mà nó sẽ gọi là
tứa ra những cái bom nhỏ bạn. Đó, một cục bự nó tứa ra những cái cục nhỏ rất là ghê luôn bạn ơi. Ok, mình sẽ chỉnh cho nó là 57, thử xem coi như thế nào. Trời ơi, cái này mà nó nổ nó ghê lắm luôn bạn. Ok rồi. Hồi nãy là có mấy cục rồi đúng không? Bây giờ nó tú ra một cái là cả trăm cục. Đấy, ok, tiếp tục nè. Bên này tú ra nè, các bạn nhìn nó tú nè. Trời ơi. Đấy, tú ra nè. Wow, tú ra tiếp. Các bạn nhìn mấy cục đó kìa, y như là thiên thạch vậy đó, nhưng mà không phải, nó là quả bom bạn. Ở trong đó là bom. Đấy, nó thả từ trời nó xuống mà. Đấy, ghê chưa? Maximum là 100. Wow, bây giờ là không nói nhiều, thả liền. Wow, nó văng tới đâu là nổ tới đó các bạn. Đấy, thấy chưa? Đây là hạ một gọi là 100, 1 triệu quả bom luôn các bạn ơi. Quá ghê. Đấy. Rồi ok. Này thì trời ơi các bạn ơi, nhìn mà mình đáng sợ luôn á. Hồi nãy mình nổi da gà đó các bạn. Bây giờ mình đỡ nè, nó mình nổi da gà luôn. Ghê thiệt. Đây là sức mạnh cuối cùng của con người tạo ra để phá hủy trái đất nè các bạn. Rồi ok. 75 và 22 không chỉnh gì hết. Thử xem như thế nào. Đây là sức mạnh của vũ khí hạt nhân, đó là bom nguyên tử các bạn. Oh my god, các bạn biết bom nguyên tử mà nó rớt xuống một cái là như thế nào rồi đó. Rớt xuống cho anh coi. Oh my god. Một quả bom nguyên tử khi mà nó nổ nó sẽ tạo ra hình trái nấm các bạn, hình cây nấm. Mà mình chưa chỉnh gì luôn á, mình chỉ mới để là nó là bình thường thôi đó. Chưa chỉnh gì luôn. Còn chỉnh lên được nè, thấy chưa? Đây cho các bạn coi nè. Chỉnh lên gọi là hạ nhiêu, 400 không? 4 600 700 800 900. Oh, 1000. Oh my god, chơi luôn các bạn. Quá ghê, nhìn nè. Đây là bom nguyên tử là sức mạnh cuối cùng, lúc nào nó cũng phải mạnh hết các bạn. Ok, lên. Nó sẽ rớt xuống, thả từ từ mà. Oh my god. Mình cảm giác sức mạnh nó còn ghê hơn cả thiên thạch nữa các bạn. Wow, nó nổ cơ. Cạn lời các bạn. Nó quá ghê, mình còn nói gì nữa. Mình còn biết nói gì nữa. Lên mặt trăng phá hủy luôn. Lần này mình sẽ chỉnh cho nó là lên gọi là maximum luôn bạn ơi. Rồi ok, 100 nha. Rồi xong rồi, toàn mặt trăng rồi. Tạm biệt mặt trăng. Goodbye. Oh my god. Woo. Mệt thiệt luôn các bạn. Thật sự mình thấy mấy cái này mà mình đứng được. Ui các bạn, hình quả nấm kìa. Đáng sợ thiệt. Cái sức công phá của một cái quả bom đó, quả bom gọi là hạt nhân nó ghê cỡ nào các bạn ơi. Bom nguyên tử á. Đấy. Rồi ok, xuống một lần nữa. Oh my god, nó rớt kìa. Trời ơi. Khi mà nó đã chạm vô một cái gì đó rồi á thì sẽ không còn cái gì mà tồn tại được luôn các bạn. Toàn hết ngay lập tức. Oh my god, sao khoan, sao tự nhiên mấy cái xe nó còn ở dưới nó còn chạy được kìa. Hư cấu. Nó chỉ là hư cấu. Đấy, nổ liền, nó chỉ là hư cấu thôi. Làm sao mà bom nguyên tử rớt xuống mà xe nó còn chạy được. Đấy, nó sẽ nổ ngay lập tức. Đó, nó sẽ nổ liền các bạn ơi, nó không còn tồn tại được đâu. Quá ghê. Rồi cái cầu mà hả bom nguyên tử xuống sẽ như thế nào đây. Oh my god. Oh. Ôi. Cái nước ở dưới cái cầu của bạn biến mất luôn các bạn. Nước không còn tồn tại luôn. Oh my god, mình không ngờ quá bom cái bom nguyên tử nó lại gọi là công phá ghê gớm như vậy. Nước đâu rồi? Nước đâu hết rồi? Biến mất hết luôn. Không còn một giọt nước. Nè. Không có, đầy nước quá trời nè, mà mình thả xuống có một cái nhẹ nhàng luôn bạn. Mà nó nổ một phát. Không dám nhìn luôn, sợ thiệt. Ghê thiệt. Lần này mình sẽ gọi là hạ tìm cách để gọi là tiêu diệt những cái sức mạnh của thằng hủy diệt. Tại vì mình sẽ là người gọi là phá hủy trái đất chứ không còn là thằng hủy diệt nữa các bạn. Ok, cho Godzilla ra nè. Rồi ok, Godzilla nghe dữ dằn lắm đúng không? Nghe là nó dữ lắm đúng không? Rồi ok. Máy bay đâu? Từ để Godzilla đứng cái đã. Rồi máy bay thả ra. Thả bom ra. Godzilla. Ôi sao nó không nổ Godzilla. Oh my god, nó không nổ Godzilla các bạn ơi. Không được rồi, mình phải chỉnh tiếp tục. Đấy, Godzilla ra nào. Ra cho anh. Anh sẽ thả bom cho em thấy. Tức quá bạn. Ok, mình phải bắn pháo bông. Bắn pháo bông mạng, mình sẽ chỉnh maximum hết luôn. Rồi ok, maximum rồi. Bắn pháo bông lên. Wow, pháo bông nổ tan tành nhưng mà Godzilla không làm sao hết. Không ngờ sức mạnh của thằng hủy diệt quá ghê.
tại sao phải sử dụng thêm 100 một cái này gọi là một triệu quá bơ mày ơi. Rồi ok. Rồi ok. Tiếp tục. Rồi ok quá. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho Godzilla ra. Rồi, Godzilla ra đây. Mình sẽ cho nó thấy thế nào gọi là hả sức mạnh của con người. Rồi ok. Pom 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 pom. Oh my god, nó không bị làm sao hết các bạn ơi. Oh my god, nó không hề bị làm sao luôn các bạn. Đáng sợ thiệt. Godzilla. Được rồi, Godzilla với lại bom nguyên tử thì sẽ như thế nào? Đó, cái đó mới gọi là câu hỏi của các bạn muốn đúng không? Godzilla và bom nguyên tử. Rồi ok, tới đây. Tới đây nào Godzilla. Tới đây, bom nguyên tử xuống. Đây, bom nguyên tử đang chuẩn bị rớt xuống đó bạn. Yay! Oh my god, Godzilla nó miễn nhiễm với bom nguyên tử luôn các bạn ơi. Quá đáng sợ. Ok, không thể nào mà tưởng tượng được. Rồi ok, cho rồi ok, lại từ mình đang cho gọi là núi lửa ra bạn. Rồi nó đang phun ra nè và mình sẽ gọi là thả bom nguyên tử xuống. Oh my god, nó không bị bể luôn các bạn. Cay nha. À đúng rồi, nếu mà như nó phá hủy được nước vậy, bây giờ mình cho sóng thần ra, sau đó mình cho bom nguyên tử ra. Đấy, hợp lý không? Hợp lý không? Nổ boom. Nó phá được sóng thần, sức mạnh của thần hủy diệt. Dòi rồng thì sao? Dòi rồng và bom nguyên tử. Trời ơi, cái này thì phải nói là hả thần kỳ luôn các bạn ơi. Amazing. Oh my god. Không bị làm sao luôn bạn ơi. Cái vòi rồng nó không bị làm sao luôn. Nhưng mà các bạn thấy mà cái nơi nào mà đã thả bom nguyên tử rồi á thì nó sẽ đỏ, nó sẽ đỏ rực bầu trời luôn. Đỏ rực luôn các bạn, nó không còn một cái màu gì đó, màu trong xanh đẹp không? Màu xanh đẹp không? Nhưng mà khi mà thả nó xuống là coi như là nó toàn bom nguyên tử đúng không? Húp, húp, húp. Oh my god. Cái gọi là hố đen vũ trụ cũng không hút được gọi là bom nguyên tử bạn ơi. Không hút được. Đấy. Rõ ràng đúng không? Không hút được nha. Oh my god, nó lắc kìa. Đây bom nguyên tử nè. Hả? Đây. Oh my god, các bạn thấy không? Đây chính là gọi là hả hố đen vũ trụ nữa bạn. Nó đang hút kìa. Đó, nhưng mà rõ ràng là cái gì không có làm được gì đó. Oh my god, nó không hút được các bạn ơi. Oh my god. Wow. Nói chung là sức mạnh này là sức mạnh của ai người đó lo đi, chứ đừng có xí cho sức mạnh của người khác. À. Rồi mình sẽ cho một cái con sâu. Đây là con sâu gì các bạn ơi? Chết rồi, bây giờ không kịp, không kịp. Thả xuống lẹ. Trời ơi, lâu chậm quá. Ok, trời ơi. Con sâu vẫn không bị làm sao. Vậy thí dụ mình thả cái này ra làm sao? Boom, không xi nhê gì luôn các bạn. Quá dữ luôn các bạn. Đó, con sâu này mình cũng thích nè. Đấy, máy bay mình không thích nha. Cái máy bay mình không thích. Bơm hẹn giờ mình cũng thích nè. Đó, mấy trái bơm đó bạn. Đó, rồi ok. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng mình sẽ bán cao bấm dung cao. Nếu các bạn là fan chân chính muốn hộ mình nha các bạn thấy không? Bơm nguyên tử mà nó thả xuống như vậy nè. Thôi được rồi, chúng ta thấy nãy giờ bơm nguyên tử nhiều rồi. Bây giờ cái kết luôn đi. Cái kết là chúng ta sẽ bắn pháo hoa. Vì chúng ta đã kết thúc, hoàn thành xong được gọi là cái tất cả sức mạnh phá hủy trái đất rồi. Yeah, pháo hoa lên nào. Yeah, wow, quá đã luôn các bạn. Pháo bông nè, đấy cho các bạn coi pháo bóng pháo bông. Đấy, chiu 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 chiu. Ok, bóng pháo bông cái nào mới đẹp ta? Đây, trời mưa nhìn mới rõ chứ. Chiu 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 chiu. Rồi, hẹn gặp lại các